Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là với Tây Nguyên, với Đắk Lắk thì một ngày thời tiết có sự dao động. Ban ngày tuy có nắng nóng nhưng mà buổi tối thì cũng có một cái chút hơi hơi se lạnh phải không ạ? Vâng, và trong cái ấm lửa bập bùng của lửa trại thêm một chút gió thổi se lạnh của Tây Nguyên thì trong cái tiếng nhạc, tiếng cồng chiêng, tiếng hát hò giữa núi rừng sẽ khiến cho du khách sẽ quên hết những cái vướng bận của đời sống thực tại để hòa mình về với không gian buôn làng tại Đại Ngàn xa xưa. Đó thực sự là một trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với du lịch Đắk Lắk cũng như là Tây Nguyên. Đến với Đắk Lắk, hòa mình vào không khí lễ hội, du khách không những được thưởng thức âm nhạc dân gian đặc sắc mà còn có thể trực tiếp trải nghiệm chơi nhạc cụ dân gian cùng các nghệ nhân như đánh đàn đá, cồng chiêng, đàn tích rưng, thổi sáo vân vân. Điều này khiến du khách cảm thấy thích thú mới lạ. Mình đã được nghe nói rất là nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm nhạc cụ này. Thì mình cảm thấy nó rất là gần gũi, rất là thân thiết và nó có một cái gì đấy, nó mang một cái tính cách riêng của người đồng bào Tây Nguyên. Và khi được đánh những nhạc cụ này thì mình cảm thấy là cái tinh thần nó rất là phấn khởi. Đắk Lắk không chỉ giàu tiềm năng về âm nhạc mà đây chính là tài nguyên đến từ âm thanh của núi rừng, sông suối, thác ghềm, của thiên nhiên kỳ vĩ, là âm điệu của dân ca các dân tộc thiểu số tại chỗ, là âm nhạc phát ra từ nhạc cụ tre nứa như đinh năm, đinh bút, đàn tư rưng, vân vân. Ngoài ra, 49 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh cũng đều có những giai điệu âm nhạc riêng. Âm điệu đó là cốt cách, tâm hồn của các tộc người trên mảnh đất này. Không những vậy, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của đại diện nhân loại. Những tiếng chiêng, âm thanh trong lễ hội, các nghi thức vừa là âm nhạc, vừa mang ý nghĩa to lớn trong đời sống tinh thần của các chủ thể, những người con Tây Nguyên. Chính sự đa dạng và hấp dẫn của âm nhạc Đắk Lắk, Tây Nguyên đã tạo nên nét độc đáo và riêng biệt có sức hút du khách. Họ hòa mình, thậm chí là chìm đắm trong không gian của những âm điệu khi đặt chân đến nơi đây. Phát huy những lợi thế đó, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang đưa âm nhạc trở thành một sản phẩm du lịch, trong đó âm nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số chính là một đặc sản, tạo ra sự đa sắc, đa hương cho vườn hoa nghệ thuật âm nhạc và cũng tạo nên sức hấp dẫn với du khách. Nhạc cụ các dân tộc ở nhiều vùng miền ở trong tỉnh và tạo nên một cái ngày hội của các dân tộc. Thứ nhất là anh em văn nghệ sĩ và các nghệ sĩ gặp nhau và với các nghệ nhân cùng giao lưu. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là đây cũng là một dịp để du khách có thể cảm nhận rằng là âm nhạc của Đắk Lắk và âm nhạc các dân tộc ở Đắk Lắk thú vị như thế nào. Âm nhạc và du lịch, hai phạm trù khác biệt nhưng lại có mối quan hệ khăng khít với nhau. Việc bắt tay giữa du lịch với âm nhạc dân gian Tây Nguyên là hướng đi đúng bởi sự kết hợp này không chỉ mang đến sự đột phá, sự phong phú, sự sáng tạo, bước phát triển bền vững cho du lịch, mà bản thân âm nhạc Tây Nguyên cũng có thêm nhiều điều kiện để tiếp cận công chúng.